Công an quận Hoàng Mai khẳng định tin đồn, bắt cóc trẻ em trên địa bàn quận là giả mạo. Theo Đại tá Nguyễn Đình Chiến, trưởng Công an quận Hoàng Mai, nguồn gốc tin đồn thất thiệt xuất phát từ một bản thông báo giả mạo, lan truyền ngày 24 tháng 3, bị vu là do trường tiểu học Tân Định, phường Tương Mai phát ra. Thông báo giả mạo này thể hiện, hiện tại trên địa bàn đã có hiện tượng bắt cóc trẻ em. Đối tượng nhằm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ đi học. Đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường ngay các biện pháp giáo dục các con kỹ năng phòng tránh, đề cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để quản lý các con. Nếu học sinh nào ở cùng lớp, bố mẹ cho các con đi bộ về theo nhóm, tan học ra khỏi cổng trường sẽ về ngay nhà. Trân trọng. Về thông báo trên, Đại tá Nguyễn Đình Chiến cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với nhà trường, và cô Trần Bích Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Định xác nhận, nhà trường không phát đi bất kỳ thông tin. Thông báo nào liên quan đến việc có hiện tượng bắt cóc trẻ em như một số hình ảnh lan truyền trên mạng. Đại tá Nguyễn Đình Chiến thông tin thêm, để làm rõ thông tin thất thiệt, đang gây hoang mang cho phụ huynh của trường cũng như khu vực lân cận, Công an quận đã làm việc với phòng giáo dục quận, lãnh đạo phòng khẳng định, chưa có bất kỳ báo cáo, phản ánh nào từ các trường về hiện tượng này. Trưởng Công an quận Hoàng Mai nhấn mạnh, trên địa bàn quận những ngày qua không xảy ra sự việc bắt cóc trẻ em. Đề nghị người dân, các bậc phụ huynh không lan truyền những tin đồn vô cớ. Cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng cố ý đăng tải, lan truyền thông tin ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.